Cảnh báo, nếu con bạn uống sữa công thức và bị đi phân xanh thì bạn thật sự phải biết điều này nếu không muốn con mình chậm tăng trưởng ảnh hưởng đến sức khỏe. No, God, please, no, Thì việc đầu tiên bác sĩ Thắng phải giải thích cho mọi người phân của em bé màu xanh có bất thường hay không. Thì về bản chất là không bất thường, phân của em bé có thể từ vàng đến xanh. Nhưng nếu con bạn đang uống sữa công thức một phần hoặc hoàn toàn phân rất xanh, đặc biệt kèm theo các triệu chứng như có thể bị đi tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, nôn chớ nhiều, thì đây có thể là những cái biểu hiện đầu tiên của việc là con bị dị ứng đạm sữa bò. Và tỷ lệ dị ứng đạm sữa bò không hề thấp các bạn nhé. Làm thế nào để chúng ta biết được rằng con bị đi phân xanh này là bình thường hay là bị dị ứng đạm sữa bò? Thì một cách rất đơn giản, nếu bạn xuất hiện thấy con đi phân xanh một cái và con nhà mình có thể có hoặc chưa có cái triệu chứng như bác sĩ Thắng vừa nói, thì bạn dừng sữa cho con 1-2 ngày, quan sát phân của con. Nếu nó vẫn màu xanh như vậy và em bé vẫn ăn uống phát triển bình thường thì con không dị ứng đạm sữa bò đâu. Nhưng nếu chúng ta dừng lại một cái thì ngay lập tức phân con biến đổi màu về thành màu vàng luôn và em bé dễ chịu hơn, thì rất có thể đấy là dị ứng đạm sữa bò đấy. Tất nhiên là không ai mong muốn đợi đến khi mà con đã tình trạng rối loạn tiêu hóa, nôn chớ nhiều vân vân, có khi nổi mẩn khắp người rồi thì mới phát hiện ra con bị dị ứng đạm sữa bò, đúng không? Thế nên là nếu mà đột nhiên con bạn bắt đầu uống sữa công thức và đi phân xanh thì bạn làm cái phương pháp đó cho bác sĩ Thắng nhé, để trách loại trừ cái tình trạng dị ứng đạm sữa bò, tránh việc là con uống lâu rồi và con bị dị ứng rồi thì lúc đó em bé đã bị ảnh hưởng đến đà tăng trưởng, hệ tiêu hóa đã có vấn đề rồi. Tất nhiên rồi là nếu mà con mình bị dị ứng đạm sữa bò thì có rất nhiều cái phương pháp thay thế, ví dụ như là sử dụng sữa thủy phân toàn phần các bạn nhé. Sữa thủy phân toàn phần, ngày xưa thì người ta có chỉ định cả sữa thủy phân một phần, nhưng ở thời điểm hiện tại không làm cái điều đó nữa mà dùng hẳn sữa thủy phân toàn phần luôn. Thứ hai, bạn có thể sử dụng sang như là sữa dê cũng được. Tất nhiên nếu mẹ đủ sữa thì sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mẹ có thể cho con bú trực tiếp hoặc là có thể vắt sữa ra trữ đông cho con bú cũng được, vẫn tốt hơn là việc cố gắng cho con uống sữa bò khi con đang bị dị ứng. Quá chuẩn luôn. Và chú ý là nếu con bạn đã bị dị ứng đạm sữa bò thì từ nay về sau đến cuối đời không có cố gắng cho con uống sữa bò nữa. Rất nhiều mẹ mong muốn đi làm thế nào để về sau con em uống được lại sữa bò, đúng không? Thì câu chuyện trả lời đó là không các bạn nhé. Tại vì càng những lần sau uống càng lâu thì con càng dị ứng nặng lên. Có thể ngày hôm nay chỉ là tiêu chảy nhưng ngày hôm sau sẽ nổi mẩn khắp người hoặc có thể là sốc phản vệ. Chính vì thế đã dị ứng cái gì thì tuyệt đối đừng có động đến cái đó nữa. Thế nên là đừng gọi là cố đấm ăn xôi cho con uống sữa làm gì cả. Thay thế nó bằng những thực phẩm khác cũng được, không có vấn sao cả bố mẹ nhé. Thế nên là chú ý, nếu con uống sữa công thức mà đột ngột bị đi phân xanh thì phải làm ngay những điều bác sĩ Thắng vừa hướng dẫn ở trên. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.